Chuỗi Sức Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Chuỗi Sức Khỏe xin được gửi đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Loại cỏ quý hơn cả vàng, tốt gấp 100 lần nhân sâm, mọc hoang đầy vườn ít người biết. Hương phụ hay dân gian còn gọi là cỏ gấu là loại cây ít được nhắc tới nhưng lại có tác dụng rất tốt trong việc chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, viêm tử cung mãn tính, các bệnh phụ nữ trước và sau sinh nở. Ngoài ra còn điều trị đau dạ dày do thần kinh, giúp sự tiêu hóa, ăn không tiêu, chữa nôn mửa, đau bụng, đi lị. Đấy là một trong rất nhiều tác dụng tuyệt vời của hương phụ. Trong bài viết này, Chuỗi Sức Khỏe sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về đặc điểm, tác dụng cũng như cách sử dụng của loại cây thần kỳ này. Nội dung được trích từ cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Hương phụ là cây gì? Còn gọi là cỏ gấu, cỏ cú, củ gấu, tên khoa học là Cyperus rotunus, là một loại cỏ khó tiêu diệt đối với nhà nông nhưng là vị thuốc quý nếu biết sử dụng. Các nhà đông y thường chuyển nhau câu nam bất tiểu trần đì, nữ bất ly hương phụ, có nghĩa là chữa bệnh cho nam giới không thể thiếu được vị trần đì và cho nữ giới không thể thiếu vị hương phụ. Trong khi làm cỏ, nếu biết xử lý thì vừa giải quyết được một loại cỏ dại, vừa có thêm một vị thuốc quý. Mô tả cây: cỏ gấu là một loại cỏ sống lâu năm, cao từ 20-60cm, thân rễ phát triển thành củ, tùy theo đất rắn hay xốp mà củ phát triển to hay nhỏ. Ở vùng bờ biển, củ to dài, còn gọi là hải hương phụ, lá nhỏ hẹp, ở giữa lưng có gân nổi lên, cứng và bóng, phần dưới lá ôm lấy thân cây. Vào tháng 6, trên ngọn cây có 3-8 cụm hoa, hình tán, màu xám nâu, hoa lưỡng tính, ba nhị dài, chừng 2mm, nhụy có đầu núm chia thành hai nhánh như lông tơ, quả ba cạnh màu xám. Phân bố và thu hái, chế biến. Hương phụ mọc hoang ở khắp nơi trên đồng ruộng, ven đường, tại ven biển, đất cát xốp, củ to hơn, dễ đào hơn. Đối với nhà nông, đây là một loại cỏ rất khó tiêu diệt. Chỉ cần sống sót lại một mẩu thân rễ nhỏ cũng đủ để phát triển thành đám lớn. Còn thấy mọc ở những nước khác vùng châu Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Indonesia. Thu hoạch củ gấu hiện nay chỉ mới dựa vào nguồn, mọc hoang trong thiên nhiên, không ai trồng, có thể kết hợp với việc làm cỏ vườn, ruộng để thu hoạch hay có thể tổ chức thu hái riêng. Thường hay đào vào mùa xuân, nhưng đào vào mùa thu, củ chắc và tốt hơn. Sau khi đào toàn cây, người ta phơi cho khô, vùn thành đống để đốt, lá và rễ còn cháy hết, còn lại củ lấy riêng rửa sạch, phơi hay sấy khô. Khi dùng có thể dùng sống, dùng ngay, sắc hay ngâm rượu, tán bột, có thể chế biến thêm nữa. Các cụ lương y thường chế biến phức tạp rồi mới dùng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì không cần chế biến gì thêm vẫn tốt. Các lương y thường dùng thất chế hoặc tứ chế thương phụ, phổ biến là tứ chế. Thất chế hay tứ chế cũng lại có nhiều cách làm. Dưới đây chúng tôi giới thiệu phương pháp hay nhất. Cần 1kg hương phụ, chia thành 4 phần. Phần 1 ngâm với 200ml giấm, có độ axit acetic 5%. Phần 2 ngâm rượu 40%. Phần 3 ngâm nước tiểu trẻ em, trẻ khỏe mạnh, bỏ phần đầu và phần cuối, chia lấy phần giữa. Phần 4 ngâm nước muối 15%. Thời gian ngâm thay đổi tùy theo mùa. Mùa hè 1 ngày 1 đêm, mùa thu 3 ngày 3 đêm, mùa đông 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng lấy ra sao phơi khô, rồi trộn đều 4 phần với nhau. Theo lý luận đông y, ngâm giấm vị chua là để thuốc vào gan, muối vị mặn sẽ dẫn thuốc vào thận, rượu bốc lên cho nên dẫn thuốc đi lên trên, nước tiểu thêm tác dụng bổ. Đã lẽ chia 4 phần, có người dùng giấm và rượu mỗi thứ 160g, muối 20g, nước tiểu trẻ con khỏe mạnh vừa đủ để ngâm hương phụ, cho vào đó 600g hương phụ, rồi ngâm theo thời gian nói trên, cuối cùng sấy hay phơi khô mà dùng. Thất chế làm như trên nhưng thêm 3 loại tẩm nữa như tẩm với nước gừng, tẩm nước cam gạo, tẩm nước bò gạo, nghĩa là tẩm với 7 thứ. Trên thực tế còn có rất nhiều cách chế biến phức tạp và thay đổi tùy theo sáng kiến của thầy thuốc, cho nên khi dùng cũng như khi nghiên cứu cần biết dùng loại hương phụ nào. Qua kinh nghiệm bản thân hơn 20 năm, chúng tôi không chế biến gì cả, kết quả vẫn rất tốt. Về thành phần khoa học, hóa chất của hương phụ hiện chưa rõ, chỉ mới biết trong nó có từ 0,3-2,8% tinh dầu màu vàng, mùi thơm nhẹ, đặc biệt của hương phụ. Về công dụng và liều dùng hương phụ,
hương phụ là một vị thuốc kinh nghiệm dân gian. Tính chất của hương phụ trong các sách cổ có vị cay, hơi đắng, ngọt vào hai kinh can và tam tiêu, có tác dụng lý khí, giải uất, điều kinh, chỉ thống, làm hết đau, chữa khí uất, ung thư, ngực bụng chứng đau. Hương phụ thường được dùng: 1. Chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh đau bụng, viêm tử cung mãn tính, các bệnh phụ nữ trước và sau sinh đẻ. 2. Đau dạ dày do thần kinh, giúp sự tiêu hóa, ăn không tiêu, chữa nôn mửa, đau bụng, đi lị. Ngày dùng từ 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột hay thuốc viêm hoặc rượu thuốc. Tác dụng của hương phụ trong chữa điều trị một số bệnh được sưu tầm: 1. Trị đau bao tử cơ năng và đau sườn ngực. Sử dụng 8 gram hương phụ, 10 gram ô dược và 4 gram cam thảo sắc uống. 2. Trị vị hàn khi uống, hương phụ và lương khương mỗi loại 10 gram mang sắc uống. 3. Chữa rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, hương phụ, trần bì, ngải diệp mỗi loại 15 gram, thêm 2 đoá nguyệt quý hòa sắc uống, hoặc 20 gram hương phụ, 10 gram ích mẫu sắc uống để trị đau bụng kinh. 4. Điều trị đau ngực sườn, dùng 10 gram hương phụ, 8 gram diên hồ sách sắc uống. 5. Trị đầy chướng bụng, dùng 8 gram hương phụ, 4 gram hải tảo mang nấu với rượu, sau đó lấy phần nước mà uống và ăn cả hải tảo. 6. Điều trị rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon, sử dụng 6 gram hương phụ, 10 gram hậu phác, 10 gram bạch chuột, 10 gram trần bì, 10 gram phục linh, 10 gram bán hạ, 10 gram sinh khương, 6 gram chỉ thực, 5 gram hắc hương, 5 gram đậu khấu nhân, 5 gram mộc hương, 3 gram sa nhân, 3 gram cam thảo và 5 quả táo sắc uống trị ăn kém ngon, tiêu chảy, nôn, bụng đầy, ti vị hư nhược. 7. Chữa xa trực trường, hương phụ và kinh giới, tuệ lương bằng nhau mang tán bột, uống mỗi lần 8 gram, nấu hương phụ và kinh giới để ngâm rửa bên ngoài. 8. Phụ nữ thai động, có thai nôn khan, nôn ra nước chua, ăn uống không thấy ngon và nằm ngồi khó khăn, dùng 80 gram hương phụ, 8 gram hóc hương, 8 gram cam thảo, mang tán bột uống 8 gram, mỗi lần với nước sôi và ít muối. 9. Chứng mộng kinh lâu ngày không khỏi, dùng 500 gram hương phụ, 180 gram phục linh, phục thần, hương phụ mà ngâm một đêm với nước vo gạo, bớt ra và bỏ rễ, tiếp tục ngâm với rượu, đường tiện, nước muối, sữa bò, nước đậu đen trong một đêm, vớt ra sấy khô, cho phục linh vào, rồi tán bột, trộn đều với mật ong viên mỗi hoàn 10 gram, uống mỗi ngày một hoàn với nước muối pha loãng vào buổi tối. 10. Khai uất và điều kinh, chia hương phụ thành 4 phần, ngâm riêng mỗi phần với giấm, rượu, nước tiểu trẻ em khỏe mạnh và muối, vớt ra sau khô, nghiền thành bột mịn, dùng cho những người đau bụng kinh, tinh thần uất ức, sinh ra kinh nguyệt không đều, vú chứng đau. 11. Chứng kinh nguyệt không đều, dùng 9 gram hương phụ, 20 gram hồng đường, đường đỏ và 20 gram ích mẫu, nấu nước ích mẫu và hương phụ, cho sôi đều, lọc bỏ bã, khi uống thêm đường, dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày. Trường hợp bị giằng kinh, chỉ bị ra máu rỉ rả, mang hương phụ ra quả tán mịn, uống 6 gram mỗi lần với nước bổ nếp hoặc nước cháo. 12. Chứng đau bụng kinh, dùng 15 gram mỗi loại hương phụ, trần bì và ngải diệp, cộng 12 đoá nguyệt quỳ, hoa mang sắc uống. Có thể dùng 20 gram hương phụ và 10 gram ích mẫu sắc uống. 13. Điều trị kinh nguyệt không đều, viêm tử cung mãn tính, thấy kinh đau bụng, các chứng bệnh ở phụ nữ trước và sau sinh nở. Dùng 20 gram hương phụ, 15 gram ích mẫu, 10 gram ngải diệp, 15 gram nhân trần, cho 500ml nước, sắc tới khi còn 150ml, uống trong ngày, ngày một thang. Có thể dùng 20 gram hương phụ, 15 gram ích mẫu, 6 gram ngải cứu, 8 gram bạch đồng nữ với 300ml đun sôi và giữ sôi 30 phút, uống trong ngày, khi uống thêm đường vào cho ngọt. Muốn khi có kinh đều thì uống trước 10 ngày, dự đoán có kinh. 14. Trị đau dạ dày, dùng 30 gram hương phụ, 15 gram giềng mang tán bột mịn, dùng 2 lần mỗi ngày với nước ấm, mỗi lần 3 gram. 15. Chữa tiêu hóa kém, dùng 12 gram hương phụ, 12 gram vỏ gối, 16 gram vỏ rụt,
12g chỉ giác và 12g vỏ quýt, sao khô, rắc nước uống. Đối với người bị tiêu chảy, bổ sung thêm 8g giềng và 12g búp ổi. Bản tin chú sức khỏe hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sức khỏe tiếp theo. Thân ái!